Thưa quý vị và các bạn, chào mừng các bạn đến với bản tin ngày hôm nay. Xin chúc quý vị có được ngày mới an lành và một ngày làm việc nhiều niềm vui. Hôm nay đài chúng tôi gửi tới quý vị những nội dung sau: thị trưởng Séc gọi Trung Quốc là những tên hề thô lỗ; Vương Nghị dọa trả đũa Cộng hòa Séc, Bộ trưởng Ngoại giao Đức cảnh báo ngay tức thì. Sau đây là chi tiết nội dung. Thị trưởng Séc gọi Trung Quốc là những tên hề thô lỗ. Thị trưởng của một quận ở thủ đô Praha, Cộng hòa Séc hôm 31 tháng 8 đã viết một bức thư hồi đáp phản đối gay gắt lời đe dọa của nhà ngoại giao chiến binh sói Trung Quốc đối với Chủ tịch Thượng viện Séc Vítrich vì đến thăm Đài Loan. Vào ngày 30 tháng 8, ông Vítrich cùng với phái đoàn 89 thành viên của Cộng hòa Séc đã bắt đầu chuyến công du Đài Loan kéo dài 5 ngày, đưa ông trở thành quan chức cấp cao nhất của Séc từng đến thăm chính thức đảo quốc này. Ngày 31 tháng 8, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị được dẫn lời nói rằng chính phủ Trung Quốc và người dân Trung Quốc sẽ không dùng thứ hoặc ngồi im và sẽ khiến ông ta phải trả giá đắt cho hành vi thiển cận và chủ nghĩa cơ hội chính trị của mình. Cùng ngày hôm đó, ông Pavel Novotny, thị trưởng quận Rembrandt ở Praha, đã đăng trên trang Facebook của ông hình ảnh về một bức thư ông gửi trực tiếp cho ông Vương Nghị để đáp lại lời đe dọa từ nhà ngoại giao chiến lang của Bắc Kinh. Ông Novotny yêu cầu ông Vương phải ngay lập tức xin lỗi về những lời đe dọa đối với đất nước của ông. Trong thư, ông Novotny lên án ông Vương vì đã vượt qua ranh giới các chuẩn mực ngoại giao. Ở phần sau bức thư, ông nói rằng Bộ Ngoại giao Trung Quốc có cách cư xử như những tên hề thô lỗ, mất khả năng kiểm soát hành vi. Tiếp theo, ông Novotny yêu cầu chính quyền Trung Quốc phải xin lỗi chính thức ngay bây giờ và gửi lời xin lỗi tới Ngoại trưởng Séc trong vòng 24 giờ. Tuy nhiên, sau đó ông Novotny than thở rằng Ngoại trưởng Séc không dám bày tỏ thái độ công khai với Bắc Kinh do Tổng thống Séc không biết phải trái. Miloš Zeman và đồng phạm của ông ta là Thủ tướng Andrej Babiš có quan hệ với chính quyền Trung Quốc. Ông Novotny cũng nói rằng ông Vương nên xấu hổ về lời đe dọa của mình và kêu gọi Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc thừa nhận sai lầm, nếu không sẽ phải đối mặt với cái giá đắt cho hành vi bắt nạt. Nói về chính sách ngoại giao bẫy nợ khét tiếng của Trung Quốc, thị trưởng Repo nói rằng ông và những người cùng chí hướng sẽ giữ nguyên thái độ phản đối Bắc Kinh, ngay cả khi chế độ cầm quyền ở Trung Quốc đầu tư nhiều hơn 14 lần so với những người bạn của chúng tôi từ Đài Loan. Vương Nghị dọa trả đũa Cộng hòa Séc, Bộ trưởng Ngoại giao Đức cảnh báo ngay tức thì. Chuyến thăm của Vương Nghị tới 5 nước châu Âu được gọi là hành trình chữa cháy, nhưng đã gặp phải những gáo nước lạnh trên đường đi. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Đức Heiko Maas vào ngày 1 tháng 9. Ông Vương Nghị đe dọa trả đũa chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Séc Miloš Vítrich tại cuộc họp báo, nhưng ông Maas đã đáp trả lại rằng ông đã nói chuyện qua điện thoại với Ngoại trưởng Séc để bày tỏ sự ủng hộ của Đức đối với Cộng hòa Séc và nhắc nhở ông Vương Nghị sự uy hiếp không phù hợp ở đây. Ông Vương Nghị đã có chuyến thăm 5 nước châu Âu. Công khai đe dọa sẽ khiến Chủ tịch Thượng viện Séc phải trả giá đắt cho chuyến thăm Đài Loan, làm dấy lên sự bất mãn trong các nước châu Âu. Vào ngày 1 tháng 9, sau cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Đức Maas, Vương Nghị một lần nữa đe dọa việc trả đũa Cộng hòa Séc trong một cuộc họp báo. Bộ trưởng Ngoại giao Đức đã phản hồi trực tiếp với Vương Nghị, nói rằng ông đã nói chuyện với Bộ trưởng Ngoại giao Séc qua điện thoại để bày tỏ sự ủng hộ của Đức đối với Cộng hòa Séc. Ông Maas cho biết, với tư cách là người châu Âu, chúng tôi sẽ hợp tác chặt chẽ với nhau. Chúng tôi tôn trọng các đối tác quốc tế, nhưng chúng tôi cũng hy vọng rằng các đối tác quốc tế sẽ tôn trọng chúng tôi. Với tư cách là ngoại trưởng của nước chủ tịch luân phiên Liên minh châu Âu, ông cảnh báo Vương Nghị rằng lời đe dọa không phù hợp ở đây. Đồng thời, ông Maas cũng chỉ ra sự vi phạm nhân quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Hồng Kông. Ông nói, Đức hy vọng rằng một quốc gia hai hệ thống có thể được thực hiện đầy đủ và việc tái bầu cử hội đồng lập pháp sẽ được nối lại càng sớm càng tốt. Ông cũng kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc thu hồi luật an ninh quốc gia phiên bản Hồng Kông. Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện Quốc hội Đức Norbert Rogan đã chỉ trích việc đích thân Bộ trưởng Ngoại giao của Đảng Cộng sản Trung Quốc đe dọa nghị sĩ của một quốc gia thành viên EU khác trong chuyến thăm của ông ta. Sự thật này không chỉ là đối với ngoại giao mà còn là sự lăng mạ đối với dân chủ. Ông Rogan nói rằng các nước thành viên EU công nhận chính sách một Trung Quốc nhưng vẫn có thể đến thăm Đài Loan. Đài Loan không phải là một khoảng trống trên bản đồ toàn cầu. Thành viên của Nghị viện châu Âu Slovakia Miriam Lechman cho rằng việc phát triển quan hệ với Đài Loan là chủ quyền của mỗi quốc gia và không cần sự đồng ý của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đồng thời chỉ ra rằng sự đe dọa của Đảng Cộng sản Trung Quốc là không thể chấp nhận được. Lời phát ngôn các vấn đề đối ngoại của Ủy ban châu Âu Peter Stano cho biết ông không muốn thấy những tuyên bố ngoại giao đe dọa Cộng hòa Séc. Tại điểm cuối trong chuyến công du châu Âu của Vương Nghị, ngày 1 tháng 9, hàng trăm người biểu tình phản đối chuyến thăm của ông này tại cổng Bộ Ngoại giao Đức. La Quan Thông, cựu chủ tịch Đảng Hương Cảng Trung Trí và Margaret Paul, đảng viên Đảng Xanh Đức, đã tham gia một cuộc biểu tình phản này. Nghị sĩ Đảng Xanh Paul của Đức đã có bài phát biểu tại buổi biểu tình. Bà công khai hô to với các ngoại trưởng của Trung Quốc và Đức.
nhân quyền không thể được thương lượng. Bao chỉ ra rằng chuyến thăm của Vương Nghị tới 5 quốc gia châu Âu nhằm mục đích chặn đứng các tổn thất. Cuộc đàn áp nhân quyền kéo dài của Đảng Cộng sản Trung Quốc gần đây đã tăng cường khiến hình ảnh quốc tế của nước này giảm mạnh. Tuy nhiên, Vương Nghị đã không xem xét lại, thay vào đó ông đáp trả một cách ngạo mạn bằng những lời đe dọa và tấn công. Boss tuyên bố rằng bà sẽ đứng về phía chính phủ Séc và nói không với việc Đảng Cộng sản Trung Quốc trả đạp tự do và nhân quyền ở Tân Cương và Hồng Kông. Chủ tịch Thượng viện Séc Vichri đã trả đũa những lời đe dọa của Vương Nghị. Ông nói rằng chuyến thăm Đài Loan của Cộng hòa Séc không vi phạm nguyên tắc một Trung Quốc. Đài Loan là một quốc gia dân chủ và có những giá trị chung giữa Đài Loan và Cộng hòa Séc. Cộng hòa Séc sẽ không tuân theo các nước phi dân chủ khác. Pavel Novotný, thị trưởng quận Peribori, thành phố Praha của Séc đã đưa ra một bức thư ngỏ, gọi Vương Nghị là tên hề vô lý và liều lĩnh, và yêu cầu Vương Nghị xin lỗi. Tôi sẽ cho ông 24 giờ để viết lá thư xin lỗi và đặt nó trên bàn của Bộ trưởng Ngoại giao Séc. Liên minh châu Âu tiếp tục bày tỏ lo ngại đối với dự luật an ninh quốc gia Hồng Kông, yêu cầu Bắc Kinh đảm bảo các quyền lợi cho người dân Hồng Kông như đã cam kết trong bộ luật cơ bản. Ngoại trưởng Đức nói với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị hôm thứ Ba ngày 1 tháng 9, theo giờ Epoch Times. Luật cơ bản đề cập đến hiến pháp nhỏ của Hồng Kông được soạn thảo khi thành phố này được Anh chuyển giao lại chủ quyền cho Trung Quốc năm 1997. Văn bản này đảm bảo quyền tự chủ và các quyền tự do cho Hồng Kông mà không thể tìm thấy ở Hoa Lục. Những luận điểm trên được Ngoại trưởng Đức Heiko Maas đưa ra trong một cuộc đàm với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khi ông đang có chuyến viếng thăm Berlin trong khuôn khổ chuyến thăm một loạt 4 nước châu Âu. Trong suốt các chuyến thăm, ông Vương đã vấp phải các cuộc biểu tình tại địa phương phản đối Bắc Kinh trả đạp nhân quyền, không chỉ ở Hồng Kông mà còn ở Tân Cương và khắp các nơi khác trên cả nước. Bắc Kinh ban hành luật an ninh quốc gia đi vào hiệu lực vào ngày 30 tháng 6. Theo đó, hình sự hóa bất kỳ hành vi nào được cho là lật đổ, ly khai và cấu kết với thế lực nước ngoài, với hình phạt tối đa lên đến chung thân. Luật an ninh mới ở Hồng Kông là một chủ đề quan trọng, và như ngài đã biết, qua chuyến thăm của ngài đến các thủ đô khác ở châu Âu, ngài có thể thấy những quan ngại của chúng tôi về tác động của luật an ninh vẫn chưa được giải tỏa, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas nói với ông Vương, người đang kết thúc chuyến thăm châu Âu của mình qua 4 nước Ý, Hà Lan, Na Uy và Pháp. Chúng tôi muốn nguyên tắc một quốc gia hai chế độ được thực thi đầy đủ và các quyền được cam kết trong luật cơ bản được tôn trọng, ông Maas nói trong cuộc họp báo. Chúng tôi trong Liên minh châu Âu đã nhất trí rằng đây sẽ vẫn là chuẩn mực cho sự phát triển ở Hồng Kông. Chính quyền Hồng Kông gần đây đã trì hoãn một cuộc thăm bầu cử Hội đồng lập pháp Hồng Kông vào năm nay, viện cớ số ca nhiễm COVID-19 gia tăng tại địa phương. Nhưng đây được nhiều người cho là một động thái tuyệt vọng nhằm ngăn chặn phe dân chủ giành được đa số ghế trong cơ quan lập pháp. Ngoại trưởng Đức kêu gọi Bắc Kinh rút lại các hạn chế được áp dụng theo luật an ninh quốc gia và cho phép cuộc bầu cử đang bị trì hoãn được tiến hành nhanh chóng và không bị cản trở. Trong buổi hội đàm, ông Maas cũng đề cập đến vấn nạn đàn áp những người thiểu số Duy Ngô Nhĩ theo Hồi giáo tại khu vực Tân Cương, ở vùng Tây Bắc Trung Quốc. Tại đây, hơn 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ và các sắc tộc người Tớt theo Hồi giáo khác đang bị giam giữ trong các trại lao động cải tạo mà Bắc Kinh gọi là các trung tâm dạy nghề. Chúng tôi rất hy vọng Trung Quốc sẽ cho phép các quan sát viên độc lập của Liên Hợp Quốc tiếp cận các trại này, ông Maas cho hay. Đáp lại các quan ngại của ông Maas, Vương Nghị đã bác bỏ tất cả những cáo buộc xoay quanh các chính sách của Bắc Kinh, khi cho rằng đây đều là công việc nội bộ của Trung Quốc. Ngành công nghiệp Đức không được thờ ơ. Trước cuộc họp, các chính trị gia Đức từ cả liên minh cầm quyền và phe đối lập đã yêu cầu Ngoại trưởng đề cập đến các hành vi vi phạm nhân quyền của chính quyền Trung Quốc dựa trên các thuật ngữ khác với thứ ngôn ngữ ngôn luận dè dặt trường kỳ trước đây đối với chính quyền Trung Quốc. Lãnh đạo Đảng Xanh Annalena Baerbock đề nghị các đàm phán tiếp theo xoay quanh một thỏa thuận đầu tư giữa EU và Trung Quốc phải được thiết lập dựa trên các cam kết nhân quyền. Bà Margaret Bowles của Đảng Xanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền của Nghị viện Đức, đã kêu gọi ngành công nghiệp Đức đừng thờ ơ với những gì đang xảy ra ở Hồng Kông. Doanh nghiệp Đức nên thể hiện sự đoàn kết với phong trào dân chủ, bởi vì thương mại tự do chỉ có thể thiết lập dựa trên một xã hội tự do, bà nói tại một cuộc meeting bên ngoài Bộ Ngoại giao. Tôi hy vọng các doanh nghiệp Đức sẽ có lập trường rõ ràng là bảo vệ các quyền con người và quyền công dân. Chúng ta phải hành động trước khi quá muộn. Anh Nathan Lau, cựu nhà lập pháp Hồng Kông và hiện là một nhà hoạt động lưu vong, phát biểu tại cuộc meeting. Nathan Lau, 27 tuổi, người đã bỏ trốn đến London sau khi luật an ninh được ban hành, đã kêu gọi chính phủ Đức xem xét các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức chính phủ Bắc Kinh và Hồng Kông. Cuộc biểu tình bên ngoài trụ sở Bộ Ngoại giao Đức có sự tham gia của hàng trăm người, bao gồm cả đại diện những người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng và các học viên Pháp Luân Công, những nhóm người đang bị đàn áp tại Trung Quốc. Bản tin vừa rồi cũng kết thúc phần bình luận của đài chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.